Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi câu cá một lần nữa ở Pier 60 ở Clearwater. Thì ở đây là Pier 60 nè. Bên kia một tí nó câu thì không ngao xe, nó đi qua tới cái cầu bên kia đó. Như cái rầm cầu đó mình câu thôi. Mà có cái là mình phải đi qua bên hướng bên đó để chài mồi bên đó. Bên kia nó có một cái giống như cái dòng sông nó vô á, thì mình chài mồi, mình bắt mấy con mồi, con cá nhỏ nhỏ trắng trắng đó, tí nữa mình sẽ quay lại cho coi. Thì bắt cá xong thì mình sẽ chạy tắt qua bên đó, mình câu bên hướng bên kia. Thì xuống cái gầm cầu đó, cá mấy con cá mà con cá đỏ đỏ một tí, mình để cái hình ở dưới cho các chú coi để cái biết con cá loại đỏ, con cá snap là loại nào, cái con mangrove snap và nó ăn rất là ngon. Thì cái là giới hạn của cá này thì mình câu chỉ được 5 con một ngày thôi. Hôm nay mình đi 3 người có thể câu được 15 con. Cái câu cá hoài chạy ồ ồ kìa, nãy chạy vô thấy bọt không á? Quốc đại coi nó không đá sớm đời vậy. Ô, vô trong đây luôn, vô trong nó học bằng luôn chứ vậy. Wow, này nó ngon nè, ngon không? Con cá như gai vậy? Con quỳnh. Ngon trời, khỏe không? Mình chèo bộ bên đây nè. Cái đây Việt Nam thì có cái chèn nè. Sao hai cái kỳ nó trên toàn là da nhọn quá à? Nhọn quá, nó bụng nữa. Với cái bụng cái chân ngược nè. Rồi xong, ô đây con nè. Nó đi giống như đi bày vậy ha. Nếu không cá chắc lội vô quá chú bẻ rồi.
biết chỗ mình đậu đi rồi. Ủa sao vậy? The home point has been updated. Please check it on the map. Market. Market. Ủa, quá trời nè. Ghê thế ta. Bây giờ cha với anh Tâm đang chài mồi, đặt tí qua bên kia mình câu, tại mình câu mình phải bắt mấy con cá này nè, mấy con cá loại nhỏ nhỏ này nè, mình luyện vô đây mình nha, rộng đó, thì mấy con cá snapper nó chỉ ăn mấy con cá trắng trắng này thôi nè. Ủa dính nó bự. Không có ai vậy. Chai câu toàn là dính chài mà dính cá đối không à. Đầy chứ. Mấy cái thằng kia mà con nào ném bằng ta ta cái vậy. Đáng là mình đứng đây nhiều khi nó cũng chạy chạy qua tàu á. Dính mấy cái thằng kia tổ bố nè. Cái thằng kia mới lớn nè. Mấy anh Việt Nam cũng chạy hết đi chứ đậu ngán đâu. Dạ, cái thằng kia nó ngon chứ không?
Thì nổi này. Trong này à? Ừ, nó quạt quá chứ nó không nổi. Dính hả? Tưởng dính chứ làm hết hồn chứ mấy. Chính hả? Ồ, nhanh hết. Thấy chưa? Ăn luôn hả? Ồ, man. Ghê hồn vậy? Ồ. Chụp con đầu tiên hay chưa? Đưa, đưa chầm ngang, cầm ngang, cầm ngang, ngang. Đứng, đứng lên, lấy hình này. Đó, đứng. Yeah. There you go. Dính. Oh man, vô coi, vô con. Ô, nó chạy nhanh thiệt ta. Đó, rút sai đó. Rút sai. Oh. Oh man. Em đã lên hàng rồi. Hello cutie pie. Bạn ơi. Nói nè, nói nè. Đưa lên anh luôn. Ồ, bự quá bự. Con này bự mấy. Trời trời, cho bố con mấy tấm hình này. Nè. Đó. Trời. Rồi. Sao? Đáng quá bụng luôn. Mẹ điện thoại đây nha. Dạ. Cá là đáng tiền mẹ. Bỏ vô thùng luôn. Chơi luôn. Con này đáng là tâm. Dạ, con đúng đó. Ủa mấy này có cái kia mở cái này cứng quá. Tăng sâu quá có cái kìm không? Đó. Rút vô trong luôn. Nó ta ta cặp cái đầu. Đang
mấy bữa cái mắc mắc cái này là kẹt nữa nó mua lại. Ừ. Ừ, bữa nó rớt cái cổng đó. Chỉ nữa hả? Ô, oh, lên tiếp, lên tiếp. Oh man. Push. Công nhận. Không lẽ mình câu nửa tiếng đồng hồ về vậy ta? giống cá nó nuôi trong chuồng ở đây, trong hầm ở đâu mà lại mình kéo lên thôi không? Ok. Nên này, nhìn này, lên hàng nè. Đó, đưa ngang, biết con cá mà lớn. Đó, chưa, ngầu không? Có hàng ngàn Mỹ kia nó câu nữa kìa. Lên nữa. Man, liên tục ta. Thả động đó, khi mình lỡ nó nhỏ quá mình thả lại. Có con Mỹ ra câu kìa. Cá này ngộ lắm, mẹ nó dính con rồi, ở đầu cái con kia nó ăn mồi không? Cái mấy con kia nó chạy lại nó coi cái gì. Nó ăn cái nó chạy vô trong mấy cái kẹt này nhanh quá hả? Lên hàng. Ô, oh, cá đuối. Bắt luôn. Hàng chi nó kéo nặng hết mẹ. Cá đuối cũng ăn cá mồi này đó hả? Ô, mày chạy dưới thằng cái đó. Quay cái lưỡi câu dính nó. Ủa, cũng chát hả? Giờ đây có chát nữa đây. Này kia bằng cái gì? Nhanh như chớp. Cá này kêu bằng quá nhanh quá nguy hiểm. Oh man, liền xuống chụp mấy cái chưa kịp kéo rồi nó mai quất mồi mà không tiêu rồi. Rồi xong rồi. Dính. Cá nhỏ. Ô, cá bé. 10 rưỡi không?
Quá nhanh quá nguy hiểm, đá lại hại quá. Ồ, rồi xong hàng. Đúng rồi, rồi cái con quá nhanh quá nguy hiểm luôn á nha. Yeah. Mạnh ơi. Con gì? Mẹ giống giống cá hồi nãy vậy? Ồ mẹ cha. Nó mới kịp phật phạt cái con cá con nó teo tu hết trơn. Cá ngon mà nó cho bắt ha. Cái mùa ảnh hưởng cái đợt Tết 2 á. Ừ. Cái nó không cho câu nữa. Chết quá. Nè, móc ngang cái lưng như nè. Kéo lên. Cái con cá nó còn là loại bơi 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 vô. Đưa xuống như ngục mồi, thơm quá. Nhào vô táp phập. Tin nào? 14, 14. Lên nữa nè. Lại à? Ừ. Ôi dạ, nó cắn mình ta. Cá này đúng là đủ tiêu chuẩn rồi mà tại vì thấy bữa nay vô hàng nhiều quá nên cho nó đi. Nhằm cái lưng gì nè, xả xuống cái nó bơi, mồi nó bơi 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 bơi, cái nhà nó táp cái rồi dính. Rồi ơi, man. Thiệt tình. Giật mình chưa kịp kêu giật lại nữa, nó quất mồi mình nó giật luôn à. Man, cái nó ghĩa nè. Còn cái đuôi thôi, còn cái đầu không à.
Cá này phải thả nè. Rồi nó quất mồi con này. Rồi, rồi cho nó xuống vậy coi, cho coi coi chưa. Cho người ta coi nè. Đó. Thấy chưa? Thả nè, thả bên hông nè. Rồi cho đi. Giọt. Go back to your family. Cục mồi bà lớn đó mà nó vô nó sớt cái bụp cái mắt tiêu con mồi luôn à. Có tin không? Dạ có. Có tin. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nhìn nè. Thấy không? Có tin không? Có tin không? Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Đó, hai con lượng đó vậy đó. Một con, hai con, thấy chưa? Ui. Có tin. Thì thấy chưa mọi người? Hình như là mồi lớn cao các lớn người ta. Có tin đâu? Tin. Đâu? Đã, phổ tin. Ừ. Ừ rồi, cho tặng cái nó con mồi. Lên cá kiểu này mới mê tay ta. Đâu cần chạy gì 2-3 tiếng hồn kia mệt mẹ. Vô thùng luôn. Rồi chết theo mình. Hả? Rồi chết theo. Chết làm gì? Cá này là... Rưỡi. Nhiêu? Rưỡi. Vô thùng luôn. Vô thùng luôn. Khoảng 10-11 này chắc ở đây hả? Bây giờ mình chơi sang 11 trả lại hả? Fourteen không? Fourteen. Rồi xong hàng. Rồi, lên hàng, lên hàng, lên hàng nè. Đó. Ghê không, ghê không? Máy này tàu chạy ghê vậy ta. Lên. Rồi bao nhiêu? Yeah, good. Không. Thank you.
behind the structure. Go behind the structure. There's a lot of mangroves. Wait for us. We gotta get you some. We over the limit. Dến. Oh. Ăn cái chà kéo lại chứ nó không có cơ hội nữa, nó chạy lại luôn. Kéo con cá bay 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 nước. Để mà nó chạy thì mình hỏi hổng, cái chạy trong cái cây chứ là thua. Rồi vô cây đó là thua. Nó xúc lưỡi nó chạy kệ hả đó. Ừ. Rồi đưa lên nè cho, đưa lên nè. Đó. Bạn ngang nó dài, bây giờ bạn ngang nó dài dài. Đó. Nó chết. Con này bự rồi. Giờ bự à. Lên tiếp, lên tiếp. Lên tiếp. Oh man, con hàng này hàng xịn man. Hàng khủng bố. Wow 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 wow, vô 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 vô, đi lên đi lên đi lên nè. Oh man. Con này giống như con cá gì Việt Nam ta, con cá cá giống cá hồng hả? Cá hồng Mỹ nó giống. Cá hồng Mỹ mà, cá hồng Mỹ mà. Việt Nam kêu cá gì bán nuôi trong hồ á. Giống cá chép vậy vậy. Ok á hả? Cái có cái tên ngộ đó. Ô con cá này cá khủng ta. 1 2 3. Vô. Mười bốn inch rưỡi. Không, 14, 15 inch rồi đã. Đi câu thường thì có mấy chỗ, một là đi chọn nước, chọn độ sâu. Như thì chọn mấy cái cây núp. Dính. Chạy đi dữ vậy. Hả? Ừ. Thấy chưa? Này khoảng mười mấy anh, 13, 14 không? 14 hả? Nhìn mọi người, 14 inch nè. 10 inch được giữ. Dưới 10 inch thì phải thả lại. Hôm nay tiêu chuẩn mình không trong 10 inch nữa, mình quất 12, 13, 14 inch lên. Đó, được nhiều rồi nè. Thấy chưa? Bây giờ chứ, giờ bố qua. Tiến chưa ta? Tiến chưa em. Để đếm con lót bao nhiêu rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bốn con rồi nha. 14 con rồi. Nó thì 14 mẹ nó ơi. 14 con rồi. Còn mấy con kia cho hai chồng đấy. Hai chồng người Mỹ. 15 phải không? Con này nhỏ nó bà thả đấy. Mình cho nó cũng đâu cho được qua năm con đâu. Nó không có ai. Nè cho nè. 2 4 6 con. Điện con dưới nước. Ở đây 15 con nè. 14 hả? 15. 15 con. Nói 14 14. 14 vậy thôi con. Đúng con bự nè. You have to go behind the structure. A lot of snapper behind there. Yeah, my purpose today is just doing YouTubes. Oh, yeah, that's right. Thank you, guys. You're welcome. Ah,
is Lao Dong Ta, Florida. It's LAODONGTA. Okay. Oh, thank you guys so much. You're welcome. You guys are killing it. We just got one that was 13 engines. Like, wow. Wow, we got 14 it. Yeah. Bên này gì vậy? Mangrove snapper. Chiến lợi phẩm nè.
mình gì mình được 11 con hả? 12 con á. Ủa, 2, 4, 6 Ủa, một con nữa. Còn con trống đâu nữa rồi? Lộn con mắt con đi. Lộn mắt con rồi. Đứng ra được 12 con rồi, 11 con.